Câu lạc bộ bóng rổ Sài Gòn Heat mặc dù mới chỉ thành lập được hơn 4 năm, tuy nhiên đội bóng này đã tạo ra một sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới mộ điệu môn bóng rổ ở Việt Nam. Với một phong cách thi đấu nhiệt huyết và mang tính cống hiến cao, chính vì vậy số lượng người hâm mộ đội bóng này đã tăng lên đáng kể theo thời gian. Câu lạc bộ Sài Gòn Heat cũng chính là đại diện của Việt Nam tham dự giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL. Do vậy, mỗi khi đội bóng này được thi đấu trên sân nhà, thì nhà thi đấu CIS tại thành phố Hồ Chí Minh lại luôn chật kín khán giả với bầu không khí cổ động cuồng nhiệt trên khắp các khán đài. Những trận đấu của Sài Gòn Heat thật sự là những ngày hội đối với những cổ động viên nơi đây. Họ đến sân không chỉ để cổ vũ cho câu lạc bộ mình yêu thích, mà còn để tận hưởng bầu không khí sôi động và náo nhiệt từ sân thi đấu cho đến khán đài. Hiện tại những trận đấu Sài Gòn Heat mang tới cho mình cảm xúc rất là tuyệt vời. Những trận đấu luôn luôn làm cho mình cảm thấy rất là hưng phấn và ngày càng muốn đến sân để cổ vũ cho Sài Gòn Heat nhiều hơn. Sự lôi cuốn của Sài Gòn Heat còn gây ấn tượng mạnh với những khán giả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Những khán giả ngoại quốc cũng thường xuyên đến sân theo dõi các trận đấu của đội bóng này và không ít người trong số họ đã trở thành cổ động viên nhiệt huyết của câu lạc bộ. Tôi rất thích không khí bóng rổ ở nơi đây. Thật sự là rất tuyệt vời. Các cổ động viên, cổ vũ chuyên nghiệp, họ tạo nên một bầu không khí phấn chấn và giúp các cầu thủ dưới sân thi đấu hưng phấn hơn. Có thể nói Sài Gòn Heat đã bước đầu thành công trong việc tạo ra một hình ảnh đẹp trong mắt những người hâm mộ bóng rổ cả nước. Và nhiệm vụ của đội bóng trong thời gian tới sẽ là tiếp tục nỗ lực thi đấu thật tốt để đáp lại tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho họ trong suốt thời gian qua.